Tình hình mưa lũ ngập lụt tại Nghệ An đang diễn biến phức tạp. Ngay trong đêm qua và rạng sáng nay, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An đã cử lực lượng gấp rút cùng chính quyền địa phương và nhân dân xuyên đêm gia cố tuyến đê kênh thấp qua xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên của tỉnh bị vỡ. Khu vực đê kênh thấp còn gọi là đê Hội Tinh, đoạn qua xóm 7, làng Rào, xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên bị vỡ khoảng 5 mét. Đây là tuyến đê sung yếu, bảo vệ cho gần 1.700 hộ dân với khoảng 6.000 nhân khẩu. Sau khi phát hiện sự cố, lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An đã huy động lực lượng cùng địa phương và nhân dân tập trung kịp thời cứu đê. Mặc dù trời mưa và đêm tối, nước chảy mạnh, đường trơn trượt, việc khắc phục sự cố gặp nhiều khó khăn, nhưng cán bộ chiến sĩ cùng chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng và người dân đã vào cuộc một cách khẩn trương, tập trung các giải pháp để nhanh chóng khắc phục sự cố, quyết không để vỡ đê lan rộng gây nguy hiểm, đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng cho người dân. Đến 6 giờ sáng nay, sau gần 12 tiếng nỗ lực làm việc, sự cố vỡ đê tại huyện Hưng Nguyên đã cơ bản được khắc phục. Tại một số địa phương trong tỉnh Nghệ An, đến sáng nay vẫn đang tiếp tục có mưa, có nơi mưa to đến rất to và có dông. Với thời tiết bất lợi, cộng với việc nhiều hồ thủy điện, thủy lợi khẩn cấp xả nước khiến cho các tuyến đê trên địa bàn Nghệ An vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An đã triển khai lực lượng ứng trực 24/24 cùng chính quyền địa phương sẵn sàng các phương án ứng phó khi có tình huống xảy ra, đảm bảo an toàn cho nhân dân.